Xin chào tất cả các bạn. iHome có lẽ là một cái tên còn khá mới mẻ tại Việt Nam chúng ta. Tuy nhiên, trên thị trường quốc tế thì đó là một cái tên mà được khá nhiều người biết đến với những sản phẩm loa và loa di động và dock loa dành cho các thiết bị di động, vốn ngày một đang càng trở nên phổ biến hơn. Nhưng mà tuy nhiên thì trong thời gian qua chúng ta được gặp gỡ với khá là nhiều chiếc loa di động rồi. Và hãy cùng đến với nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, đó là chiếc loa di động IP1, chiếc loa để bàn tích hợp dock sạc dành riêng cho các thiết bị Apple đến từ hãng iHome. Mình tin rằng mọi người sẽ ít nhiều cảm thấy sẽ khá là ấn tượng, thích thú với thiết kế của chiếc IP1 này ngay từ lần gặp đầu tiên. Và với chiếc IP1 này thì nó đã phá bỏ hoàn toàn lối thiết kế truyền thống về những thùng loa bằng gỗ nặng nề và dây dựa lằng nhằng. IP1 thì được thiết kế một phong cách hoàn toàn mới, khá là hiện đại và ấn tượng, với việc toàn bộ các driver của loa thì đều được gắn lên một tấm kính hữu cơ trong suốt dày đến 1 inch. Và chính điều này thì đem đến một tổng thể về thiết kế vô cùng độc đáo và ấn tượng, trong khi vẫn đảm bảo được độ chắc chắn và tin cậy cho toàn bộ các khối. Và như mình đã nói ở đâu thì IP1 sinh ra để dành cho các thiết bị iDevice. Do vậy thì chúng ta có thể thấy được sự xuất hiện của cổng kết nối 30 chân rất là quen thuộc trên những đồ này. Bạn có thể đặt chiếc iPod, iPhone hoặc thậm chí là chiếc iPad rất là to lên chiếc loa này và điều chỉnh độ nghiêng của thiết bị sao cho phù hợp nhất thông qua một miếng đệm đằng sau này. Các bạn, như các bạn thấy thì có thể chúng nó có thể điều chỉnh được độ cao, giúp bạn có thể điều chỉnh được độ nghiêng của thiết bị sao cho phù hợp với bạn. Và ở bên dưới thì các bạn có thể thấy sự xuất hiện của 4 phím chức năng rất là quen thuộc trên những chiếc loa di động chúng ta từng thấy, đó là phím nguồn, phím tăng giảm âm lượng và cuối cùng đó là phím kích hoạt chế độ tăng cường chất lượng âm thanh độc quyền của hãng, đó là công nghệ Bon Jovi Acoustic DPS. Và ở mặt sau thì chúng ta cũng không có quá nhiều điều lạ lẫm. Và như các bạn thể thấy ở đây, đầu tiên là sự xuất hiện của một cổng input 3.5mm giúp cho IP1 có thể nhận tín hiệu âm thanh từ bất cứ thiết bị di động nào mà có cổng 3.5mm rất là thông dụng. Và thứ hai, đó là một cổng 24V, cổng cấp nguồn 24V giúp cho toàn bộ chiếc loa này hoạt động. Và đặc biệt nhất đó là ba cổng component này. Và với ba cổng component này thì giúp bạn có thể xuất tín hiệu video từ iDevice và xuất ra TV của bạn với chất lượng rất là cao. Trở lại với mặt tiền của máy thì như ở đây các bạn có thể thấy IP1 bố trí một driver toàn giải 4 inch khá là to và một chiếc driver tweeter 1 inch nhỏ hơn nhằm đảm nhận các giải tần số cao cho mỗi kênh của tín hiệu âm thanh vào. Và do đây ở đây thì chúng ta sẽ có tổng cộng 4 cái driver liền. Và nếu như nhìn kỹ thì bạn có thể thấy được rằng màng loa của loa toàn giải chúng ta được làm từ vật liệu sợi thủy tinh đặc biệt chứ không phải là màng giấy như bình thường trên những chiếc loa rẻ tiền khác. Và với việc như thế này thì ngoài việc nó sẽ làm cho chiếc loa của bạn trở nên đẹp và ngầu hơn thì nó còn giúp cho driver có thể tái tạo lại âm thanh với công suất lớn hơn, trung thực hơn và hạn chế được sự méo tiếng vốn thường xảy ra trên những chiếc loa công suất lớn. Và có lẽ vì khá là đẹp như vậy nên là iHome cho phép người dùng chúng ta có thể tháo rời màng chắn loa khi cần khoe hàng, khá là tiện lợi. Và với toàn bộ hệ thống 4 driver này thì IP1 có thể phát ra với công suất âm thanh tối đa lên tới 100W. Và mình nghĩ thì với mức công suất này thì hoàn toàn nó có thể đáp ứng được, hoàn thành tốt được nhiệm vụ của mình trong một căn phòng có diện tích ở mức khá lớn. Và đi kèm với IP1 thì chúng ta còn một chiếc remote và nó sẽ trở nên cực kỳ hữu dụng và đáng giá nếu như bạn sử dụng chiếc dock loa này đi kèm với một thiết bị iDevice. Vì với chiếc remote này thì bạn có thể điều khiển trực tiếp hoạt động cơ bản trên thiết bị Apple của bạn như là chuyển bài, tua nhanh, tắt tiếng tạm thời hoặc là thậm chí bạn có thể điều chỉnh EQ trực tiếp trên chiếc remote này mà không cần phải thân sinh ra tận nơi để chiếc loa để các bạn có thể điều chỉnh trên chiếc máy. Và vậy với những gì mà iHome đã trang bị cho IP1 như vậy thì liệu nó sẽ thể hiện khả năng phát nhạc của mình như thế nào, chất lượng âm thanh sẽ ra sao và tất cả những điều này thì sẽ được mình phân tích kỹ hơn trong một video đánh giá chất âm lần sau. Xin mời các bạn đón xem. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.